nghị sĩ 20 nước phản đối đề cử của Trung Quốc vào Ủy ban Interpol. Hơn 40 nghị sĩ từ 20 quốc gia phản đối đề cử ông Hồ Bân Sâm, quan chức Bộ Công an Trung Quốc, vào vị trí giám sát tại Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Ông Hồ là ứng viên cho một ghế tại Ủy ban điều hành gồm 13 thành viên cơ quan giám sát công việc của ban tổng thư ký của Interpol. Theo tờ South China Morning Post, bầu cử sẽ diễn ra vào tuần sau trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng của Interpol ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Hồ làm việc cho Bộ Công an Trung Quốc hơn 20 năm và hiện là lãnh đạo bộ phận hợp tác quốc tế của cơ quan này. Nhóm nghị sĩ đồng thời là thành viên của Liên minh nghị viện về Trung Quốc cho rằng việc đề cử ông Hồ làm giấy lên lo ngại về nỗ lực của Trung Quốc trong việc thực thi luật pháp nước ngoài. Họ cũng lo ngại Bắc Kinh làm dùng lệnh truy nã đỏ cũng như hệ thống thông báo quốc tế của Interpol. Ông Ryan H.B. Tycoffer Thành viên của Nghị viện châu Âu và là một trong các nhóm nghị sĩ gửi thư phản đối đề cử ông Hồ, cho biết đã xuất hiện một số báo cáo nói vị quan chức Bộ Công an Trung Quốc này sẽ cố gắng thay đổi hoạt động của Interpol và trao quyền lực nhiều hơn cho Ủy ban điều hành nếu đắc cử. Đề cử ông Hồ được đưa ra 3 năm sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol và cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, biến mất bí ẩn trong một chuyến về thăm Trung Quốc. Vụ việc này từng gây xôn xao trong một thời gian dài. Sau đó, ông Mạnh thông báo từ chức ở Interpol năm 2019. Ông bị kết án 13 năm 6 tháng tù ở Trung Quốc vì tội tham nhũng. Ông Bruno Minh, giám đốc pháp lý tại tổ chức phi chính phủ Phe Chiêu, cho biết nhiều người chưa quên những gì từng xảy ra với ông Mạnh. Theo ông Minh, điều đó khiến họ thận trọng hơn trong việc bổ nhiệm một quan chức từ Trung Quốc vào một vị trí có ảnh hưởng trong tổ chức.